Red Wall. We'll see you here shortly. Oh, okay. And then here's a menu that you can look over. Oh, oh yes. Đầu tiên là kê vô uống một phát từ từ dưới uống lên thì sau cùng á nó đắng, cà phê đắng nằm dưới và cái lớp kem ngọt nằm ở trên đúng không? Rồi hôm nay tụi mình đi cuối tuần mình lên đón Hương đi ăn tối. Bạn Hương mà toàn là lựa những cái món mà fancy mà ít đụng hàng mà phải ấy xin mới chịu, cho nên hôm nay chọn cái quán này nó trở thành cái chuỗi quán gì? Din Tai Fung, ok. Rồi. Nằm ở khu trung tâm thương mại Costa Mesa. Bữa em ăn quán này mấy lần rồi? First time. Hôm nay là lần đầu tiên. Bữa đi hụt. Bữa đi đợi tiếng đồng hồ thôi về luôn. Em nghĩ sao cái quán này nè? Thấy rất là nổi tiếng mà không biết ngon cỡ nào. Cái quán này á, cái quán này là anh ăn là không phải ở đây. Anh ăn ở Seattle. Ở Seattle thì nó nằm ngay gần cái building cái office của ông Bill Gates luôn. Ok. Nghe trong đó Seattle phải nói là đi Seattle. Uống sữa. Seattle đồ ăn rất là ngon. Bữa nay em dắt em đi Seattle review thử. Dạ, yeah, ok. Thì ở Seattle thì cái Din Tai Fung này nó mở đầu tiên á. Mà cái quán này nó nổi lên nhờ nó có công nghệ trong nhà hàng. Hệ thống chuỗi nhà hàng nhưng mà nó áp dụng công nghệ không tới em á. 5 phút nữa hả? Tầm 5 phút nữa người ta sẽ gọi mình vô. Ok. Em muốn thử cái crab foxy long bao. Mấy cái này chắc ngon lắm. Dạ. Rất là good luôn á. Hương nói món này giống sủi cảo Việt Nam không? Đúng rồi, em nói đúng rồi.
mình thử coi nó giống sủi cảo gì nào không? Phải coi đúng không? Sủi cảo. Sủi cảo. Thử coi giống sủi cảo gì nào. Nó cũng là một loại đâm liền. I didn't want to interrupt. Xót thịt bò, nấm. Thịt bò, kiểu như thịt bò nó cắt ra. Cái sợi mì khá là mềm, có độ dai vừa phải, không dai lắm. Bấm vô cái mặt đấy nét. Yep. Yep. Thank you. Thịt bò bầm với có mùi thịt bò. Đây những cục thịt bò bầm nhỏ nè. Thịt bò nó có mùi thịt bò. Có hộp đậu. Có một tí cà chua nhưng mà không có mùi cà chua. Nói chung là cái món thì nó rất là đơn giản nhưng mà làm rất là vừa. Nói chung là mì họ luộc cái sợi mì rất là tốt. À. Luộc cái sợi mì vừa tới luôn. Sợi mì rất ngon, mềm vừa phải. Hương hiệu đẳng cấp khác. Còn cái này là xí muội. Xí muội rồi, xí muội hát cảo gì đó. Sủi cảo, sủi cảo. Sủi cảo. Cũng rất là vừa. Thịt heo với lại cua. Thịt heo với lại cua chấm với sa tế. Sa tế cũng rất là ngon. Nào bây giờ review đến phần bò kho. Bò kho. Không có bánh mì. Bò kho kiểu Mỹ. Bò kho kiểu Bắc Kinh. Dạ, kiểu Đài Loan. Đinh Tây Phong này Đài Loan hả? Một cục thịt bò rất là to. Một miếng cải cũng rất là to luôn. Để coi thử mình cắn ra đứt không. Đứt giòn. Ngon đấy. Sức nấu vừa, sức nấu nhá, nấu ngon, không spicy. Khoan, muốn thịt cục thịt bò. Cục thịt bò này có gân, có thịt. Không biết khúc nào cũng bò. Bò này là bò bắp. Kém. Rất là giống bò kho Việt Nam nhưng mà nó có vẻ lạc hơn, không có đậm đà, có vị cà ri, có màu sa tế trong này. Còn món cuối cùng chút nữa thì mình sẽ ăn đến là món bún cá. Món này thì có vẻ như là không bằng mấy món kia. Vì có lẽ là thứ nhất là do mình ăn rồi, ăn rồi no rồi, khá là bắt đầu no dần. Có bắp cải đúng không? Thử coi nhân cho có cái gì. Có cá. Bắp cải, đa phần bắp cải là nhiều. Đinh Tây Phong nhiều người đi ăn Đinh Tây Phong thì Đinh Tây Phong nó là năm 2000, nó được open, nó đầu tiên là cái công ty chuyên về những cái cooking oil, tức là chuyên kinh doanh về khởi nghiệp từ những công ty kinh doanh trong ngành thực phẩm nhưng mà là dầu ăn, những cái nguyên liệu nấu ăn ví dụ như sa tế rồi các thứ, có thể là cà ri các thứ, nói chung là gia vị dầu ăn. Tới năm 1972 nó mới mở lên mà cái chỗ đầu tiên là bán há cảo với sủi cảo thôi, tức là
tiếng Anh nó gọi là dumpling á, tức là steam dumpling, ok, mà fast tức là nặng tại chỗ và họ giữ được tới bây giờ. Thì cái công ty, cái chuỗi mà international business tức là nó bung ra thị trường á, đi gọi Việt Nam gọi là đi ra biển lớn á, đầu tiên là nó mở Tokyo tới năm 1972. Nó ta chuỗi những cái quán đầu tiên ở Mỹ mở tại Seattle là năm 2000. Tới bây giờ nó là yep. Tới bây giờ nó lịch sử là hai mấy năm đó. Và hiện tại đây là một cái thương hiệu với nhà hàng rất là mạnh và chỉ nằm ở trong mall thôi. Ok. Ở Việt Nam mình gọi là khu thương xá. Cái gì đó. Món cuối phải không? Yeah, món dessert. Dessert, nói tiếng Việt đi. Oh yeah, món tráng miệng. Rồi chắc nè. Bấm vô hộp kẹp kìa. Yes. Thank you. Sorry to interrupt. Thank you. That's for you, it's for me. Giờ ăn thử review luôn nè. Ok, ăn thử luôn nè. À, hy vọng là đậu đen hoặc là đậu đỏ. Hoặc là red bean, red bean, red bean, red bean. Okay. À thì bánh chuối Việt Nam nhưng mà thay vì chuối là đậu đỏ. Đó. Ở Việt Nam có bánh đậu đỏ mà. Có bánh. Bánh, giống bánh đậu đỏ. Bánh cuốn kiểu như là wrap gì đậu đỏ. Ăn cũng được đấy. Ngon. Okay. Ngon hả? Ngọt vừa phải. Ngọt vừa. Nếp rất là ngon, ăn đi. Ok. Để em ăn thử. Đi, không ăn nữa. Thôi ăn đi. Đây là tổng số tiền phải trả của buổi tối hôm nay. Mỗi một món là mỗi một bình trà là 3 đồng 75, hai bình là 7 đồng. Nãy mình đâu biết nó nhiều gì đâu, tưởng trà một ly. Yeah. Một bình trà là cỡ hơn 1 lít á. Đâu cái này không tới đâu. Bánh bao cua thịt 15 đồng. 15, 10, 10, 10, 10 mấy đồng món. Ok, riêng cái bánh chuối này là 6 đồng các bạn nha. 6 đồng này hình như ở Việt Nam mua được một rổ bánh luôn á. Ông mà so sánh như nó chắc chết. Mình là người Việt Nam, mình nói chuyện tiếng Việt rồi. Cái hộp này nha các bạn nha. Cái hộp này là Pit Dumpling, 14 đồng nha các bạn nha. 14 đồng ở Việt Nam mình là mua được nguyên con cá lóc nấu canh chua ăn ngon là lành. Cá, nhiều giúp mình. Ok, ok, nhưng mà chúng ta đang cái khác biệt là chúng ta không thể so sánh như vậy đâu, mình giỡn tí thôi, đúng không? Mình đang ở trong một không gian rất là đẹp, nằm ở trong một cái khu rất là sang trọng, nội cái chỗ ngồi, nội cái chỗ ngồi đóng ha, nó sẽ có những cái hộp to go giống vậy, thư pháp, chữ thư pháp trắng và chữ thư pháp, Đinh Hai Phương. Cửa mò thôi.